Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Sau khi Ê-hút đã qua đời, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Gia-bin là vua Ca-na-an trị vì tại Hát-so. Quan thống lãnh đạo binh người là Sisera ở tại Haroset của dân ngoại bang. Vua Gia-bin có 900 xe sắt và trong 20 năm người hà hiếp dân Israel cách hung bạo, nên dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Trong lúc đó, Deborah là nữ tiên tri, vợ của Lapidot, đoán xét dân Israel. Bà ở trên núi Ephraim giữa khoảng Rama và Bê-tên, dưới cây chà là Deborah, và dân Israel lên đến cùng người, đặng nghe sự xét đoán. Bà sai gọi Barak, con trai Abinoam từ Kê-đe trong đất Nephtali, mà nói cùng người rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền lệnh này. Hãy chọn đem theo ngươi 10,000 người trong con cháu Nephtali và trong con cháu Sabulon mà đi thẳng đến núi Thabo. Ta sẽ khiến Sisera là thống lãnh đạo binh vua Gia-bin đến cùng ngươi tại khe Kishon luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn. Ta sẽ phó hắn vào tay ngươi. Barak đáp rằng, nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu bà không đi với tôi sẽ không đi. Bà bèn đáp, ừ phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc này sẽ chẳng về ngươi, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay một người nữ. Vậy, Deborah đứng dậy đi cùng Barak đến Kê-đe. Barak nhóm hiệp người Sa-bu-lôn và người Nephtali tại Kê-đe, có 10,000 người đi theo sau người, và Deborah cũng đi lên với người. Và Hebe, người Kenit, đã lìa khỏi dân Kenit là con cháu Hô-báp, anh em vợ của Môi-se, và đi dựng trại mình ở về cái dẻ bộp Sa-na-im gần bên Kê-đe. Người ta thuật cho Sisera hay rằng Barak, con trai của Abinoam, đã đi đến núi Thabo. Sisera bèn nhóm hiệp hết thảy xe cổ sắt mình là 900 cái bằng sắt và toàn quân binh vẫn ở với mình, từ Haroset về dân ngoại bang cho đến khe Kishon. Deborah nói cùng Barak rằng, hãy đứng dậy, vì này là ngày Đức Giê-hô-va phó Sisera vào tay ngươi. Đức Giê-hô-va há chẳng đi đằng trước ngươi sao? Rồi Barak đi xuống núi Thabo, có 10,000 người theo sau. Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm làm cho Sisera và hết thảy xe cộ cùng toàn quân lính người vỡ chạy trước mặt Barak. Sisera bèn xuống xe mình chạy bộ mà trốn. Barak đuổi theo xe cộ và đạo binh cho đến Haroset về dân ngoại bang. Cả đạo binh Sisera bị gươm giết, không còn lại một người. Sisera chạy bộ trốn đến trại Gia-ên vợ của Hebe người Kenit, vì Gia-bin vua Hát-so và nhà Hebe người Kenit hòa hảo với nhau. Gia-ên ra đón Sisera mà nói rằng, hỡi Chúa, xin hãy vào nơi nhà tôi chớ sợ chi. Vậy người vào trại nàng và nàng lấy mền đắp người lại. Đoạn người nói cùng nàng rằng, ta xin nàng cho ta chút nước uống vì ta khát. Nàng bèn mở bầu sữa ra cho người uống rồi trùm người lại. Người lại nói cùng nàng rằng, hãy đứng nơi cửa trại, nếu có ai đến hỏi rằng ở đây có ai chăng thì hãy đáp chẳng có ai hết. Bây giờ người ngủ say vì mệt nhọc quá. Gia-ên vợ Hebe bèn lấy một cây nọc trại và tay nắm cây búa, nhẹ nhẹ đến bên người, lấy cây nọc đóng thủng màng tang người, thấu xuống đất và người chết đi. Barak đang còn rượt theo Sisera. Gia-ên bèn ra đón người mà nói rằng, hãy đến, tôi sẽ chỉ cho ông thấy người mà ông đang tìm kiếm. Barak vào nhà nàng thấy Sisera nằm chết sải, có nọc đâm nơi màng tang. Trong ngày đó,
Đức Chúa Trời khiến cho Gia-bin, vua Canaan, bị phục trước mặt dân Israel. Tay dân Israel càng ngày càng mạnh thắng Gia-bin, vua Canaan, cho đến chừng chúng đã diệt người đi. Chương 5. Trong ngày ấy, Deborah hát bài ca này với Barak, con trai Abinoam: Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Israel và bá tánh dân mình cách vui lòng. Hỡi các vua hãy nghe, hỡi các quan trưởng khá lắng tai. Ta sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi Ngài ra từ Se-i-r, khi trải qua đồng bằng Ê-đôm thì đất rung, các tầng trời nhỏ giọt, đám mây sa nước xuống. Trước mặt Đức Giê-hô-va, núi bèn đổi ra dòng nước, tức núi Sinai kia ở trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày Sam-ga, con trai A-nát, và nhằm lúc Gia-ên, các đường cái đều bị bỏ hoang, những hành khách nương theo các lối quanh quẹo. Trong Israel thiếu quan trưởng, cho đến chừng ta là Deborah trỗi dậy như một người mẹ trong Israel. Người ta đã chọn các thần mới, tức thì cơn giặc có tại trước cửa thành giữa 40.000 người Israel. Người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy kỳ giáo. Lòng ta ái mộ các quan trưởng của Israel là những người trong dân sự dân mình cách vui lòng. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các người cởi con lừa bạch, ngồi trên khảm đi bộ trên đường cái khá hát mừng. Cậy tiếng của lính cầm cung tại chung quanh bến uống nước. Người ta hãy kính khen việc công bình của Đức Giê-hô-va và cuộc quản trị công bình của Ngài tại nơi Israel. Bây giờ dân sự của Đức Giê-hô-va đi xuống cửa thành. Hỡi Deborah, khá tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hát một bài ca. Hỡi Barak, khá trỗi dậy, hỡi con trai của Abinoam, hãy dẫn những phu tù người đi. Bây giờ, kẻ còn sót lại trong dân sự đều xuống, đến cùng các tráng sĩ đặng ra trận. Dân sự của Đức Giê-hô-va xuống đánh kẻ giỏng sĩ. Từ Ê-phra-im đến những người có gốc nơi Amalek, sau ngươi có Benjamin là người ở giữa đoàn dân ngươi. Các quan trưởng đến từ Ma-ki và những kẻ cầm cây phủ việc đến từ Sa-bu-lôn. Các quan trưởng của Isaka đều theo Deborah. Isaka và Barak đồng một ý nhau. Người xông đại vào trũng gần các suối của Ruben, có lắm điều nghị luận trong lòng. Nhân sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên gần bên các suối Ruben, có lắm điều nghị luận trong lòng. Gala-át cứ ở bên kia sông Giô-đanh, còn Đan sao ở lại trên các chiếc tàu. A-xe ngồi nơi mé biển an nghỉ trong các cửa biển mình. Sa-bu-lôn và Nep-ta-li là dân tộc liều mạng mình ở trên các nơi cao của đồng ruộng. Các vua đến chiến tranh, các vua Canaan chiến tranh tại Tha-a-nát, tại nước Megiddo, song chẳng cướp lấy được tiền bạc. Các tầng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sisera. Khe Kishon đã kéo trôi chúng nó, tức là khe Kishon đời xưa. Hỡi linh hồn ta, ngươi có dày đạp năng lực dưới chân. Bây giờ vó ngựa bèn dậm đất vì có những chiến sĩ sải chạy mau. Sứ giả của Đức Giê-hô-va phán: Hãy rủa sả Mê-rô, hãy rủa sả dân cư của nó, vì chúng nó không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va, không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va đánh các giỏng sĩ. Nguyện cho Gia-ên vợ Hê-be người Kê-nít được phước giữa các người đàn bà, nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại. Sisera xin nước, nàng đem cho sữa. Nàng lấy chén kẻ sang trọng mà thết mở sữa cho. Một tay nàng nắm lấy cây nọc, còn tay hữu cầm cái búa của người thợ. Nàng đánh Sisera, bữa đầu hắn ra, đập bể đầu và đâm lũng màng tan. Hắn xỉu, té, nằm tại chân nàng. Hắn xỉu, té tại chân nàng. Và tại chỗ hắn xỉu, hắn té chết cứng. Mẹ của Sisera ở cửa sổ xem thấy, bèn kêu qua sông mặt võng mà rằng: Vì sao xe con đến chậm trễ? Tại sao các xe con đi chậm giường ấy?
Những kẻ khôn ngoan trong bọn hầu người trả lời, mà mẹ hắn cũng nói thầm rằng: chúng há chẳng tìm được của cướp sao? Họ há chẳng phải chia phân của đó ư? Một vài con gái cho mỗi người chiến sĩ, một của cướp bằng vải nhuộm về phần Sisera, một của cướp bằng vải nhuộm thêu, một cái áo vải nhuộm, hai cái áo vải thêu cho cổ của người thắng trận. Ôi Đức Giê-hô-va, nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngài đều hư mất như vậy. Nguyện những kẻ yêu mến Ngài được giống như mặt trời khi mọc lên rực rỡ. Đoạn Sứ được hòa bình trong 40 năm. Chương 6. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Israel. Vì sợ người Ma-đi-an, nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống, dân Ma-đi-an với dân Amalek và người phương Đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong Israel lương thực gì, hoặc chiên, bò hay là lừa. Vì chúng nó đi lên, đem theo bầy súc vật và trại mình, loáng đến khác nào một đám cào cào. Người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại. Vậy, vì cớ dân Ma-đi-an, Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ, vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an, nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel. Người nói cùng chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó và có phán rằng: ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amorít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta? Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Ophra thuộc về Giô-ách người Abi-e-se-rít. Gê-đê-ôn con trai người đang đập lúa mạch trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Gê-đê-ôn thưa rằng: ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy. Gê-đê-ôn thưa lại rằng: nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi. Xin chớ gian khỏi đây cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi để trước mặt Ngài. Ngài đáp: ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. Gê-đê-ôn bèn đi vô, dọn sẵn một con dê con, lấy một ê-pha bột, làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào nồi, rồi đem ra dâng các món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng: hãy lấy thịt và bánh nhỏ không men để trên hòn đá này, rồi đổ nước thịt ra. Gê-đê-ôn bèn làm như vậy. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va giơ đầu gậy Ngài đang cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men. Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Gê-đê-ôn thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la rằng:
Ôi Chúa Giê-hô-va, khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Gideon bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam. Tại Ophra, thành của người Abiezerit, cái bàn thờ ấy vẫn còn lại đến ngày nay. Trong cũng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: hãy bắt con bò đực tơ của cha ngươi và một con bò đực thứ nhì 7 tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh tại nhà cha ngươi và đánh hạ hình tượng Asera ở trên đó. Đoạn, tại nơi chót hòn đá này, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và sắp đặt mọi việc. Rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì, dâng làm của lễ thiêu với gỗ hình tượng Asera mà ngươi đã đánh hạ. Gideon chọn lấy 10 người trong bọn đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và vì người sợ nhà cha mình cùng kẻ trong thành, nên không dám làm theo lệnh ấy ban ngày, bèn làm ban đêm. Sớm mai, khi dân trong thành thức dậy, thấy bàn thờ của thần Ba Anh đã bị phá dỡ, hình tượng Asera ở trên bị đánh hạ, và con bò đực thứ nhì đã dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ mới lập đó. Chúng hỏi nhau rằng: ai làm điều đó? Đoạn hỏi thăm và tra xét, có người nói cùng chúng nó rằng: ấy là Gideon, con trai Joash đã làm điều đó. Dân trong thành bèn nói cùng Joash rằng: hãy biểu con ngươi ra, nó phải chết, vì nó đã phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh và đánh hạ hình tượng Asera ở trên. Joash đáp với những kẻ giấy nghịch cùng mình rằng: các ngươi há có ý binh vực Ba Anh sao? Há có phải các ngươi muốn tiếp cứu nó ư? Ai theo phe Ba Anh sẽ bị xử tử kể từ sáng ngày nay. Nếu hắn là chúa thì chính hắn hãy tranh luận lấy chứ, bởi vì người ta đã phá dỡ bàn thờ của hắn. Vậy, trong ngày đó, người ta gọi Gideon là Giê-ru-ba-anh mà rằng: Ba-anh phải tranh luận cùng người, vì Gideon có phá dỡ bàn thờ của hắn. Hết thảy dân Madian, dân Amalek và người phương Đông đều hiệp lại đi ngang qua sông Giô-đanh và đóng trại tại trũng Gít-rê-en. Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Gideon, người thổi kèn, các người Abiezerit bèn hiệp lại đặng theo người. Người cũng sai sứ giả đi khắp Manasse, người Manasse bèn nhóm hiệp đặng đi theo người. Đoạn, người sai sứ giả đến chi phái Ase, Sabulon và Nephtali, họ cũng đi lên mà hiệp với người nữa. Gideon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Israel y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một lốt chiên trong sân đạp lúa. Nếu sương chỉ đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận biết Chúa dùng tay tôi giải cứu Israel y như Chúa đã hứa vậy. Việc bèn xảy ra như vậy. Ngày mai, Gideon dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một chén nước. Gideon lại thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: xin cơn thành nộ Chúa chớ nổi phần cùng tôi. Tôi chỉ sẽ nói lần này thôi. Xin Chúa để tôi làm thử với lốt chiên chỉ một lần này mà thôi. Xin cho một mình lốt chiên phải khô, còn xương lại đóng khắp trên đất. Trong đêm đó, Đức Chúa Trời bèn làm như vậy. Chỉ một mình lốt chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị xương phủ. Chương 14. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn, và với ngài có 144,000 người, đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đờn cầm mà người đánh đờn gãi vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó. Họa chăng chỉ có 144,000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết.
cũng không có dấu vết gì. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng, hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở trong thùng chảy ra. Huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là 1,600 dặm. Chương 15. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha ly đó mà nâng đờn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sanh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Thi Thiên 61. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, lắng nghe lời cầu nguyện tôi. Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi.
vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náu mình dưới cánh của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện tôi, đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa. Ngài sẽ gia thêm ngày cho vua, các năm người sẽ nên nhiều đời. Người sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời mãi mãi. Ôi, cầu xin Chúa dự bị sự nhân từ và sự thành thật để các sự ấy gìn giữ người. Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.